ở đến tứ kết Asian Cup, đó là kết quả tuyệt vời. Ngay sau chức vô địch AFF Cup 2018, chúng tôi không đủ thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup. Đội bóng đã chơi quá tuyệt vời. Hôm nay, dù thua Nhật Bản, nhưng các học trò của tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã cho tất cả thấy rằng đội tuyển Việt Nam có thể chơi bóng tốt như thế nào. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ. Vậy xin ông cho biết về ý nghĩa nụ cười của ông sau khi trận đấu kết thúc. Đó là nụ cười có một chút thất vọng về kết quả. Xin lỗi, nhưng tôi hơi tiếc về kết quả trận đấu trước Nhật Bản. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo là vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022. Việt Nam là đội bóng không được đánh giá cao ở giải đấu này. Chúng tôi cũng có một chút may mắn. Tôi không thể nói là chúng tôi không thể gặt hái kết quả tốt vì chúng tôi không đủ thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi sau AFF Cup. Chúng tôi hơi thất vọng một chút.